Vâng, trọng tài Duy Bằng đang gặp gỡ hai đội trưởng. Và chúng tôi được biết là trọng tài chính bắt trong trận đấu này là Duy Bằng và trọng tài phụ là Duy Nam. Duy Bằng, trọng tài phụ. Trận này là trận chung kết, cho nên là ban tổ chức chúng tôi đề nghị là trọng tài Duy Bằng bắt chính và trọng tài Duy Hoàng bắt trọng tài phụ. Vâng, đề nghị hai trọng tài ra sân để tiếp tục làm việc. Trọng tài lắp cái đồng tay à? Vâng, hai đội đã làm xong thủ tục. Đội các cô gái áo vàng đến từ Trinh Hà đứng ở phía bên trái hướng nhìn của các hội khán giả. Vâng, còn các cô gái áo tím đến từ Trung Hậu là cũng là một người của các bạn. Vâng, trọng tài cho trận đấu bắt đầu. Áo vàng đã được quyền tháo bóng trước. Thu Dung đang áo số 6. Vâng, hai đội đã bắt tay nhường đỏ để trận đấu tiếp tục bắt đầu. Một trận chung kết đầy duyên lợi giữa hai đội. Thu Dung thoát bóng. Đội chất 2, Thu Quế bỏ bóng an toàn. Lê Thoa bóng đánh lòng tay nhưng mà Hà lại bắt được ngoài. Bóng sáng rồi, một sự bất tập trung của các cô gái áo vàng nâng điểm số lên cho các cô gái áo tím 1-0. Đây có bỏ bóng vào hình như sân của Thu Dung. Chúng Quế cho bóng sang an toàn. Đội Yến chuyển hai cho ai đây? Chú Yến bỏ bóng về phía đội chất. Bóng vẫn còn được buộc, chất tiên 2-0 nghiêng về cho các cô gái áo tím đến từ Trung Hậu. Lệ Xuân phá bóng. Còn Lệ Xuân là một người đàn bà quyền lực trong những thời vua Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm. Thu Dung có yêu cho bóng sang an toàn. Thu Quế đánh từ đâu? Không qua được Đô Bi. Hà Hải bỏ bóng về phía bên sân. Bóng vẫn còn rất tốt. Trình độ của hai đội là ngang nhau, bên nào có thể bất tập trung là bên đó thua. Đội cô đẹp làm gì? Đội Yên cho bóng sang an toàn. Đội Chu Yên ngang vẫn còn tập trung. Tuyệt vời. Bỏ bóng an toàn. Đánh bóng không qua lưới. Nâng điểm số lên cho các cô gái áo vàng 1-2. Vâng, phía xa màn hình nhỏ có bạn là hai đội đang tranh giải 3-4 giữa tự nhiên và trong tay theo từng trận đấu vì là có bóng lăn vào sân. Bóng đánh ra ngoài cọc. Điểm bóng cho các cô gái áo tím 3-2. Hà Hạnh phát bóng. Thu Dung đúng một đẹp số 3 rồi. Yến Lê Thoa đây, Lê Thoa đánh bóng nhưng mà đội chất đau đâu đây rồi. Cho sang an toàn. Tiếp tục là một thủ công Đỗ Quế. Bóng đi ra ngoài. Rất tiếc Đỗ Quế đã phản đoán được tình huống là bóng ngoài sân. Vừa không tham gia đó phát bóng rồi. Ba đi, đánh giá đâu vào tay. Trận đấu rất kinh nghiệm. Tuyệt vời. Đấy ba. Không được rồi. Đấy quý. Hai đội bóng luôn rất chắc chắn. Các tuyến giữa ba tuyến gắn kết rất đẹp. Tuyển hai đội Yến phân bổ bóng rất hợp lệ. Rồi, rất có ăn.
Quế Quế, Quế Quan, Lê Thoa, Quế Quan, xin lỗi, gửi tất. Rồi, trở lại cho trận đấu tiếp tục. Đỗ Quế phát bóng. Rồi. 5, 3. Thu Dung phát bóng. 7 á. Mày sân vừa rồi có một pha quả bóng thật nhưng mà rất tiếc là mày Dung cứu kịp thời. Vẫn còn rất tiếc. Lê Thao đang đổ chân phân bóng. À, mày chất. Điều bóng ở hình chú sân. Không được rồi. Vẫn còn rất cố gắng. Anh Văn Quan. Vâng, trọng tài xác định cho Văn Công Khai điểm số cho Văn Công Khai Audi. Đánh bóng rất đi lực. Làm cho 7 phân không theo được pha bóng nữa. Điểm bóng 4-7. Lê Thoa phá bóng rất uy lực. Mày Dung bắt được rồi. Bóng đưa thang rất tuyệt vời. Thu Dung Lê Thoa đánh bóng ở đây. Được rồi. Vừa rồi Lê Thoa có một pha đánh bóng lòng của tay làm cho các cô gái áo tím bất ngờ. Điểm số cho các cô gái vàng đến từ chính nhà 5-7. Thu Minh phát bóng. Mày chất. A Hi không được rồi. Rất tiếc. Thu Quế một pha vừa rồi đánh lọc ở tay, ý đồ không như ý muốn. Thu Dung phát bóng. Thu Dung số 3 đội đến trên 2. Lê Thoa cho bóng sang an toàn. Đỗ Quế đánh được hình quân sân. Tiếp tục của pha thứ hai của đội Yến cho được Lê Thoa. Không được. Mày Sơn. Bóng đi ra ngoài rồi. Mày Đêm. Đề nghị hai đội bỏ tay. Quyền phá bóng. Mày Dung. Dung Quế. Dung Quế. Bóng đánh được rồi. Và đó là một sự may mắn đến với các cô gái áo tím có một lưới làm cho các cô gái áo vàng không kịp bỏng lắm. Hà Hạnh phát bóng. Bóng đập uy lực. Điểm bóng cho Trung Hậu 9-7. Không biết là cái giải này vô địch là trị giá bao nhiêu nhưng mà thấy cái sự nhiệt huyết của chị em là những cái kiểu giải Olympic 10 bóng 17. Vâng, theo chúng tôi được biết là sân vận động đến bây giờ là 9 chỗ ngồi, 27.000 khán giả đã đến 9 sân vận động. Cho nên là đường truyền của chúng tôi là có phòng lãnh mạng về cái lượng của Phôn sử dụng quá lớn. Số 3 đồng ý sau đó. Làm đi. Hạnh có được pha xử lý. Được rồi.
Đội Quế đưa bóng vào phía trước sân nhưng Thu Vinh đã bắt được rồi. Để thoát làm gì? Không được, chuyển hai đội ý đã đưa bóng sang bàn. Tiếp tục của nhỏ vào đội Quế. Thu Vinh bắt được bài. Để thoát. Chuyển vào. Vẫn khắc phục tốt. Chạm bóng. Đã qua vào. Thu Quế là 1m55 nhưng mà thủ dân có sức vật đà rất cao. Rất tiếc. 11-8 nghiêng về điểm số cho các con gái áo tím đến từ trường học. Đúng một em không được rồi, chuyển hai lỗi của đối nhé. Bóng bỏ ra ngoài, một pha bỏ nhỏ chiến thuật của Đỗ Quế đã đưa bóng đi ra ngoài sân. Điểm số cho Thịnh Hà 9-11. Bóng sang an toàn. Lê Thoa vẫn không sang. Chắc chắn là Lê Thoa phải đánh căng tay rồi chứ không phải keo tay như thế đâu. Đẩy sân phân bóng. Làm lại. Đã có điểm. Không được rồi. Chuyển hai đội những người cho bóng sang nhưng mà Lê Thoa đã ra một trận bóng an toàn. Bóng đánh không sang sân. Điểm cho các cô gái áo vàng đến từ Thịnh Hà 10-12. Phú Minh phát bóng. Được rồi. Lê Thoa làm gì được không? Đưa bóng sang. Bóng sang quan trọng quốc. Đỗ Yến, chuyển ra Lê Thoa. Nó nhỏ nhưng không được cái đội chất. Mạnh Quế, đưa bóng sang an toàn. Tiếp tục một pha đẩy bóng luôn của Lê Thoa. Thu Dung đưa bóng vào phía sân nhưng Mạnh Dung đã cười. Và Đỗ Quế đã một pha đánh bóng thông minh làm cho Thu Dung không theo kịp quả bóng. Và hạnh phát bóng. Đỗ Yến chuyển hai. Tiếp tục một pha đập của Đỗ Quế. Lê Thoa. Bóng đánh lỏng tay, bóng còn trong cuộc. Đỗ Yến chuyển hai cho Thu Yến. Nhưng rất tiếc là bóng đi ra ngoài rồi. Vâng, điểm số bây giờ là nghiêng về cho Trung học 14-10. Thu Quế phát bóng. Hai đội là trình độ rất ngang nhau cả về tài lẫn sắc. Đội chín chuyển hai để thoa đội phạm ba không được rồi. Điểm số cho Trinh Hà 11-14. Thu Dung phát bóng, bóng vẫn đi liền nhưng mà đội chúng ta bắt được cái một đầu. Bỏ nhỏ thông minh. Tiếp tục là pha bỏ nhỏ thông minh đầu tiên của Đỗ Quế và các cô gái trong nhà bất ngờ. Chuyển hai, thứ 9. Bảy Xuân, bóng vẫn còn được cuộc. Phú Dung, Phú Huyền chuyển cái đây, đối với đây là Lê Thoa. Đội Yến đưa bóng sang an toàn. Hà Hải. Bóng vẫn còn trong cuộc. Tốt lắm. Bóng nhỏ. Không được rồi. Khắc phục. Tốt. Bóng còn trong cuộc. Chậm bóng lại có cô gái mà. Đưa bóng ở phương dưới sân nhưng mà đấu chất có chiều cao 1m88. Cô vớt cái bóng rất đơn giản. Được rồi, cô gái xin có vui một cách tuyệt vời. Đưa bóng sang, vẫn còn trong cuộc. Làm gì? Lê Thoa. Tốt. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đúng một đẹp. Khắc phục. Bóng sang sân. Vâng, Đỗ Quế khai thác cho vị trí của Thu Dung. Đúng
mà người ta có Hồng Thoa đánh lòng bàn tay làm cho Bảy Xuân không đỡ được đúng một điểm số 12-15. Đỗ Yên cho bóng. Đỗ Quế bước hai đánh luôn. Người Thoa đánh cái đó đây, đưa Quy Xanh. Để trình người Thoa bám vừa rồi, chỉ đánh về đây nhưng mà chỉ phải bỏ đi. Đấy, một pha bỏ đi tiếp tục. Vẫn còn trong cuộc. Người Thoa chắc chắn vẫn là đánh về y. Tuyệt vời. Thu Huyền đã chuyển hai giảm tải cho chủ công Người Thoa. Lại là Thu Dung. Thu Dung có phần hề mất tình tĩnh. Điểm bóng 16-12. Các cô gái đó bằng Quý này, trường 2 chủ công bên này, chủ trường 2 bên này là chẹo tay rồi. Thứ 1 đẹp. Thứ 2 hoa nhảo có 3 bước nhưng mà không được. Tiếp tục. Làm gì? Ngoài bóng rồi. Lần này là Thu Dung không tham gia đá bóng nữa cho nên là Trung Quế không ghi được tiểu số đánh về phía Quý Sân. 13-16. Cách biệt vẫn là 3 điểm số nhưng về các cô gái áo tím. Vâng. Đội các cô gái áo tím đang sốc lại tinh thần. Thu Huyền thắt bóng. Đỗ Yến chuyền hai. Thu Thoa đưa bóng an toàn. Vẫn đúng một rồi. Rất khó khăn. Thắng luôn. Cẩn thận. Tuyệt vời. Thì cũng luôn rất chắc chắn. Có điểm. Vâng. Đội Thoa có một pha bỏ vào bóng này trước Quy Sơn làm do đội chất đang trực trọng bước 1. À, Thu Thoa được khá báo trước rồi. Chiếc được chấm. Vẫn còn. Đội Thoa được khá an toàn. Mời Xuân. Không phải là Mời Xuân. Lê Thoa vẫn là khai thác kia vị trí của Đỗ Sân. Thu Bí. Thu 1 đẹp, thứ 2 làm gì? Không đánh, chị bố nhỏ an toàn. Đỗ Quế không qua lối rồi. Phải nói là sau cái trận giải người giáo viên nhân dân về là sức khỏe của Đỗ Quế nhìn thấy xuống rất hoàn toàn. 15-16. Vẫn còn. Thu Mỹ lót chắc chắn. Đỗ Huyền trở sang an toàn. Hà Hạnh đây cái đây. Không phải là người không. Đây Thoa. Đỗ Quế trở sang an toàn. Tuyệt vời. Tiếp tục một pha công rồi đến cái chấm của Đỗ Quế nhưng mà Thu Mỹ bắt được bài. Lại là Đỗ Quế rất cố gắng. Rất kiên cường, đội nào mất tập trung là đội thua thôi. Vì trình độ của hai đội là rất ngang nhau. Chúng tôi nhận định trận đấu này là ở vòng loại hai đội đã gặp nhau thì chúng tôi đã nhận định đây là một trận chung kết thôi. Vì vậy là cuối cùng là chúng tôi cũng được chứng kiến trận chung kết giữa hai đội mạnh nhất giải 16-16. À, cầu thủ Thu Mỹ có vẻ như là mắc cận cho nên là chưa thấy được tỷ số. Chúng tôi đã lật ngay khi các cô gái áo vàng là tỷ số. Đỗ Quế bóng đi ra ngoài rồi. Rất tiếc một pha đánh về phía phía sân của Đỗ Quế nhưng mà bóng đi ra ngoài. Ghi điểm cho đội các cô gái áo vàng đến từ Vinh Hà 17-16. Lần đầu tiên các cô gái áo vàng dẫn điểm. Rất mong các cô gái áo vàng duy trì được cái điểm số dẫn liên tục thế này thì khả năng là trận đấu sẽ diễn biến trong màn. Đó thì ban tổ chức chúng tôi nhận định ở như thế. Bóng đi ra ngoài. 3 pha liên tiếp của Đỗ Quế và bóng đi ra ngoài. 18-16. Cả hai đội đều đang sốc lại tinh thần của các cầu thủ. Từ khi chúng tôi thấy là huấn luyện viên Mai Đức Trung của đội tuyển các cô gái áo vàng ra đường banh chỉ đạo các cô gái thì
trận đấu có phần khác đi. Chuyển hai lỗi của đội Yến rất tuyệt. 17-16, trận đấu rất kịch liệt, rất gay cấn, giành giật nhau từng điểm số. Đội Chân phong bóng, đội Yến chuyển hai, Lê Thoan đánh như bao giờ đây, bỏ lại phía sân của đội Chân nhưng mà Mảnh Xuân đã bắt được. Tiếp tục, có vẻ như là thấy thể lực của đội Quế đang đi xuống. Tuyệt vời. Làm gì đây? Đội Quế không được với thu dụng. Chuyển hai đẹp. Rất nhanh chấn. Tuyệt vời. Chuyển hai, chuyển hai đẹp. Không làm gì để cho các cô gái ký bọc lót rất chắc chắn từ bà Duyên. Chú Vĩ, không ta, pha bóng. Vâng, trọng tài xác định pha bóng vừa rồi là công tác cô gái và đã phạm lỗi. 18 đều, tỷ số phải nói là làm cho các khán giả là có những cái cung bậc cảm xúc là luôn luôn thay đổi. Đỗ Quế bỏ bóng. Vâng. Một pha đỡ đến một quả của Thu Dung. Thu Dung bắt đúng một đẹp. Lê Thoa cho bóng sang an toàn. Hà Hành đến cho ai đây? Mảnh Xuân không phải. Đỗ Quế. Vẫn còn. Rất cố gắng. Tuyệt vời, tiếp tục một pha thứ hai của nó. Không được rồi. Vâng. Phải nói là lão tướng Đỗ Quế có nhỏ ý tưởng rất tốt nhưng mà rất tiếc bóng không thành công. 19-18. Phát bóng uy lực. Vẫn còn. Điện hai. Không được rồi. Một sự nóng hổi của Lê Khoa đã bỏ cho các cô gái xuống một điểm. 19 điểm. Rất cố gắng. Cả hai đội tập trung. Uy lực xuống mắt. Bước một đẹp. Tiếp tục. An toàn. Vâng. Chúng tôi nhận định đội Quế thì nó đập thế này. Đang quá nhỏ cho an toàn. Đấy, báo tư ra ngoài. 20-19. Tỷ số rất sát sao. Phải nói là làm cho khán giả hai đội là cung bậc cảm xúc đi lên đi xuống. Có khán giả nào mà hít ác sao thì cũng không nên xem cái trận đấu này. Rất dễ đi. Tắt sông. Đây điểm số như thế này. Vâng, đối với pha bóng. An toàn. Đối chất. Chuyển hai ai? Đối Quế làm gì? Đập với bọn nhỏ đây. Thu Mỹ đã bắt được bài. Lê Thoa quyết định không trả ra đây. Không được rồi. Tiếp tục. Đối Hiến. Bóng an toàn. Bỏ nhỏ. Rất tiếc bóng đi ra ngoài rồi. 20 này. Phải nói là cung bậc cảm xúc của khán giả là liên tục, cứ đáp cứ lên 260, rồi lại tụt xuống 110. Bóng an toàn, hai chủ công lúc này là đang cảm giác như là một điểm số lúc này là như 10 điểm lúc bình thường. Cho nên là chủ công đội nào cũng phải rất an toàn, không dám mạo ra là mạo hiểm. Vì một điểm số lúc này là rất quý giá đối với cả hai đội. Thôi rồi. Một thứ chuyển hai lỗi cho đội Yến. 21-20. Thu Dung bóng. Đúng một đẹp. Chuyển hai Thu Yến. Để thoa cho bóng sang về phía Mảnh Xuân nhưng mà Mảnh Xuân bắt được bài. Thu Dung. Đúng một đẹp bước hai. Bước ba có ba bước đẹp mà không? Không được rồi. Đỗ Quế. Đưa lên chấm. Chuyển hai tiếp tục quá đẹp. Cho bóng sang an toàn. Nắng nó. Được rồi, bóng lên quân trong cuộc. Một pha nắng nổ của Đỗ Hiền làm cho điểm số 22-20. Kết thúc trận đấu thứ nhất, đội Trung Hậu thắng trên nhà với tỷ số 22-20. Vâng.